Hệ bạch huyết miễn dịch. Quan sát tủy tạo huyết ở trong hốc tủy của tiêu bản xương Haweshop, có thể thấy rất nhiều loại tế bào thuộc dòng máu đứng trên cấp mắt lưới của mô võng. Đặc biệt, có thể nhận thấy các tế bào nhân khổng lồ có kích thước rất lớn, dầu bào tương, nhân khổng lồ, nhiều múi và sẫm màu. Đây chính là tế bào sinh ra tiểu cầu. Nang bạch huyết. Ở tầng niêm mạc của ruột thừa, có thể quan sát thấy những đám lớn hình cầu, sẫm màu, dày đặc các tế bào lanh phô. Đó chính là các nang bạch huyết. Các nang bạch huyết này còn gọi là trung tâm sinh sản của mô bạch huyết. Có một vùng trung tâm sáng màu, thưa tế bào hơn, và vùng ngoại vi sẫm màu hơn, dày đặc tế bào. Hạch bạch huyết gồm có hai vùng phân biệt khá rõ là vùng vỏ có nhiều nang bạch huyết và vùng tủy không có nang bạch huyết. Về cấu tạo, hạch bạch huyết có hai thành phần chính là mô chống đỡ và nhu mô hạch. Mô chống đỡ gồm có vỏ xơ bao bọc toàn bộ hạch. Từ vỏ xơ có các vách xơ tiến vào trung tâm và dây xơ nằm ở vùng tủy hạch. Tất cả các thành phần chống đỡ đó là mô liên kết có màu hồng và có thể kèm theo bạch máu. Nang bạch huyết có trung tâm sáng, ngoại vi tối màu, nằm trong các khoang tạo bởi vỏ xơ và vách xơ của vùng vỏ hạch. Dây tủy là đám các tế bào dày đặc, màu tím thẫm, nối với nhau thành lưới dây tế bào ở vùng tủy hạch. Giữa vỏ xơ và các nang bạch huyết có các khoảng sáng thưa tế bào, gọi là xoang dưới vỏ. Xen kẽ giữa các dây tủy và dây xơ ở vùng tủy là các hốc sáng thưa tế bào, gọi là xoang tủy. Xen giữa các nang bạch huyết và vách xơ là xoang trung gian. Các xoang đó có bản chất là mao mạch bạch huyết kiểu xoang. Ở độ phóng đại lớn, có thể thấy chi tiết hơn các cấu trúc đã mô tả trên đây. Tất cả các thành phần của nhu mô hạch đều dựa trên cơ sở một mô võng. Các tế bào võng có mặt ngay trong lòng các mao mạch kiểu xoang, xoang dưới vỏ, xoang tủy và xoang trung gian. Lách, vùng vỏ. Lách cũng được bao bọc bởi vỏ xơ và từ vỏ xơ cũng có các vách xơ tiến vào trong nhu mô lách. Vỏ xơ và vách xơ là mô liên kết chống đỡ có màu hồng và có thể có mạch máu. Nhu mô lách là một mô võng gồm hai thành phần xen kẽ nhau là tủy đỏ và tủy trắng. Tủy đỏ gồm có hai cấu trúc. Một là dây Binros, còn gọi là dây lách, là dây các tế bào nhân sẫm màu nối với nhau thành lưới. Hai là xoang tĩnh mạch, là các khe sáng nằm xen kẽ với các dây Binros mà bản chất là mao mạch kiểu xoang. Tủy trắng của lách được đặc trưng bởi các tiểu thể Malpighi. Mỗi tiểu thể là một nang bạch huyết, có một đến vài tiểu động mạch lách đi kèm, gọi là tiểu động mạch trung tâm. Bè xơ cũng giống như vỏ xơ và vách xơ là mô liên kết có màu hồng và có thể có mạch máu. Tuy nhiên, vị trí của bè xơ thường ở vùng trung tâm của lách. Tuyến ức được tạo bởi các tiểu thùy tuyến ức, ngăn cách nhau không hoàn toàn bởi các vách xơ mỏng. Mỗi tiểu thùy tuyến ức gồm có hai phần là vùng vỏ và vùng tủy. Vùng vỏ tuyến ức sẫm màu, dày đặc tế bào mà chủ yếu là các tế bào lanh phô T, còn gọi là tế bào tuyến ức. Vùng tủy sáng màu hơn và thưa tế bào hơn. Ở đây có một cấu trúc đặc biệt gọi là tiểu thể Hassan. Tiểu thể Hassan có kích thước lớn tạo bởi nhiều lớp đồng tâm màu hồng như bẹ củ hành. Ở độ phóng đại lớn hơn, các cấu trúc ở vùng tủy tuyến ức được thấy rõ. Trung tâm tiểu thể Hassan là vết tích của mạch máu đã bị hủy hoại. Ngoại vi của tiểu thể là những tế bào sao thoái hóa, nhân teo hoặc mất, xếp thành các lớp đồng tâm như bẹ củ hành. Ngoài tiểu thể Hassan, còn thấy các tế bào tuyến ức đứng trên một cái lưới được tạo thành từ các tế bào sao. Tế bào sao là một loại tế bào võng dạng biểu mô
có bào tương trải rộng và có các nhánh nối với nhau. Nhân tế bào lớn và nhạt màu hơn, nhân các tế bào tuyến ức